anh hỏi chợ anh phụ dẫn mấy con bò ra xem em cái. Hôm nay thì em đang có mặt ở đây để bắt giùm cái anh ở tân tân trụ số bò đi giao cho khách đó. Thì bây giờ anh đang vô trong chuồng để anh dẫn bò ra hỗ trợ ra xe ngoài kia. Xe đang ngoài kia, bây giờ mình tập kết ra ngoài để mình vận chuyển mấy con bò lên xe. Và sáng ngày mai em sẽ lên bắt số trâu còn lại để đi giao cho khách luôn ha. Tân trụ Tân Trụ mà hồi đó người Tân, bây giờ xã Tân Bình á, em nói Tân Tân Bình á. Đâu có hồi đó Tân Trụ nhưng mà xã Tân 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 nhưng mà người ta lên Zalo. Bây giờ nói em bốc nó lên là người ta biết Tân Bình chứ không còn Tân nữa. Giờ tôi nói Tân Bình đâu con. Dẫn từng con thôi anh. Anh cắt đại cọng dây dài dài 2 mét đi, đặng dễ nắm. Anh ra, dẫn ra từng con đi chứ nó lên một lượt nó lên không hết đâu. Là mấy con dạ mấy con thì bắt mấy con bò nữa mà mấy con bán hết rồi không có mà bắt hết luôn là bữa nay à. không ngày mai bắt mấy con trâu nữa bữa nay bắt. Dạ đúng rồi. Em nghe anh ơi, bán được để mơi sáng người ta mới đặt cọc, mà không biết người ta có đặt cọc không nữa, để khoan sáng thì ta lời chứ nói tước bước hôm qua. Dẫn cái bộ anh gút 31 triệu nữa anh ơi. Xe đang dẫn bộ mấy anh em đang dẫn bò lên xe. Dạ bò này tốt, có nói rồi nó buồn quá, bán bò này quá tốt rồi ủng mãi. Dạ chú dẫn ra xem con luôn chú. Con này là con kem 22 triệu. Mẹ bây giờ đó là 3 mấy 4 mấy không. Gì đâu em? Dạ bây giờ bác Tri em. Điểm dạ đúng rồi. Anh gớt 31 triệu đang lên xe. Dạ rồi. Ba con rồi đó. Dạ. Có một con xúc chuộng không phải mày? Dạ. Còn có một con không ạ? Trời tối rồi. Ê! Không sao đâu, không sao đâu. Bò này bò chữa không ta? Dạ! Bò này bán rồi hay gì mà? Không biết. Cháu rồi. Dạ. Nó dưới này được con kia cái này. Nó ra cái là nó vô nè. Này này, hai con này đi vô nè. Từ 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 anh, từ 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 anh. Ta. Nó biết đường vô mà. Lôi lôi đi. Đi đây. Yeah. Nó vô. Ba con lận mà vô hai con nha. Con kem kia nó đứng nó nhìn kia kìa. Nó đứng nó nhìn. Nó hay lắm. Chuồng của nó mà. Ban đêm mình không thấy đường chứ nó thấy đường hết à. Yeah.
Vô. Bò vô nè. Không, cô không có dây nên nó đứng rồi kìa. Ngày mai bắt mấy con trâu bắt con gà. Con nó đâu anh? Lùa nó ra. Lùa nó đi theo đi. Ra ngoài chụp lỗ tai nè, thảy lên xe cái gì. Lùa nó đi theo đi, ra ngoài đây chụp lỗ tai nó thảy lên xe. Con dạ, đứng đợi con nó ra luôn anh. Cái nó hiền lại. Nó động vật nó biết nghe mà. Bò họ nắm lỗ tai nó thảy lên dễ lắm. Dạ đúng rồi, nó đó. Đi ra ngoài đừng nhẫn lên xe liền anh, đợi nắm lỗ tai bò con. Dạ em nghe hả? Dạ em nghe. Anh ở đâu hả? Rồi nhớ. À rồi, nó chuẩn bị đẻ rồi đó. Đúng rồi. Từ từ nó sắp đẻ rồi. Dạ nó căng sữa nhiều chưa? Rồi là nó chuẩn bị sắp tới ngày sanh rồi đó. Chưa, từ từ. Dạ. Rồi nó sắp xanh rồi. Ờ cắn chim nó kìa. Cắn chim nó nhảy xuống. À cắn chim nó nhảy. Chưa. Lùi đúng rồi. Em đang lên bò cái anh. Rồi. Mới có phê có chiều chứ. Lên này con, lên về nhà thôi. Ê. Chưa, bắt thằng con nó trước. Tắt đèn đi. Đừng có rọi đèn vô mặt nó. Đứng ra đen vô mặt nó. Tắt đèn đi. Trời. Đừng có rọi vô mình con bò. Đừng có rọi vô mình con bò. Tắt đèn luôn đi. Con đang quay phim chú ơi. Giang gà biểu tắt đèn luôn đi. Anh bước lên xe, anh lấy cọng dây ở trên ngay chỗ đúng rồi, dây lớn á. Xuống vòng cổ con bò con cái. Dây lớn đâu rồi? Lấy con dây xuống vòng cổ bò con lại cái. Sao cột lại hay gì? Nắm lỗ tai bò con lại cái. Đi. Dẫn bò mẹ lại đây, dụ nó lại đi. Đừng lên. Dẫn bà mẹ lại dụ bà con lên. Anh vô lấy cọng dây giùm em vòng cổ bà con cái anh. Bò này nó lật dữ lắm. Anh lấy cọng dây giùm em cái anh. Anh vô trong chuồng anh lấy con dây anh làm vòng cổ nó cái.
Anh giật lại đó, em thua anh đi, em thua. Không phải, bỏ đó. Nó lấy dây, cái giật cái. Con này vậy chứ nó lực dữ lắm. Biết mà, lụ mày nó trời. Đó, đợi 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 nó đi theo mẹ nó. Lô lô đập đập để đít nó cho nó chạy lại mẹ nó. Đó. Rồi rút rút dây lên. Khoan rút cái cọng dây này nữa, rút cọng dây bự lên xe trước đi. Chuyền cái cọng dây bự này lên xe đi. Để khoan hả 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 dẫn bà mẹ lên. Chuyền cọng dây bự lên xe trước đi. Đưa con dây bự lên xe tới đây, nèn vô xe tới đây. Cầm anh lấy anh cầm con dây bò mẹ tới đây, cho anh mượn cái anh kia anh leo lên xe tới đây. Anh chủ. Anh cầm dây bò mẹ ơi. Chú anh lại anh dẫn bò mẹ lại, đặng dụng bò con đi lại xe gần gần sang cái. Đó đó. Rồi 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 anh ấy anh liền xu xe vô xe rồi anh né ra chỗ khác luôn đi, lại dẫn bò mẹ lại dụng bò con đi lại xe. Liền cái lại. Rút rút lại, rút cái con lại. Rút bò con lại. Rồi rồi anh đừng gọi đèn vô mặt nó. Tắt đèn đi. Tắt đèn luôn đi. Tắt cái đèn này, đập đèn luôn á. Rồi. Đập nó đèn luôn á. Anh ơi em đang quay phim trong đây, anh để khoan nhỏ nhỏ nhẹ chút xíu đi chứ để. Cảm ơn em nhiều. Bụng má nó tao nóng quá. Nó tao nóng quá. Nó bò con đi theo bà mẹ à. Ngại là con phải xác đít nó. Nó đi bắt bò nóng để tao nóng lại cho con. Nó. Thấy không? Quay nãy không có dây bò con lại. Cũng phải quay phim nó nói mày nó biết. Em quay phim từ nãy giờ mà. Rồi, lên đó mẹ lên là phóng lên luôn á. Rồi giỏi lên đi con. Lên. 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 Ê, anh. Thôi buông. Không được bẻ đuôi. Không anh nãy em bẻ đuôi đâu được. Không, ủa, được. Làm chỗ nào chứ bẻ. Không được. Từ từ nó lên. Dạ với anh chị. Cắn cái đuôi á, cắn đuôi nhẹ nhảy lên nè. Khoan để từ từ đi. Bò cắn gì? Vô từ từ. Cắn ra lại. Đây đây em cầm cái anh quẹo lên đổ nó lên cái. Anh. Rồi. Anh quay cho em cắn đi. Thôi lên à. Con. Nhẹ dây xuống. Nắm con nhỏ trước đi em. Đang nắm. Nắm con râu trắng nhỏ à. Đấy là lại nắm con nhỏ đi. Thì ông biến bánh rồi, cho nó không tán qua bánh rồi. Thôi con qua bánh. Đi về chung ơi. Đi về chung ơi. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì trước mắt em hiện bây giờ là đang là cầu Cần Thơ. Và hôm nay em có nhận lời đến địa bàn của tỉnh Hậu Giang để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng cái chuồng bò. Và không biết là khách hàng hôm nay bán bò gì và giá cả như thế nào, thì mong là bà con cô bác cũng như là quý anh chị chúng ta xem video cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chủ bò hoặc là số điện thoại của em ha. Rồi thì em đến tới chân cầu Cần Thơ rồi. Nói chung là một quãng đường khá là xa của chú anh chị và các bạn ơi. Đó, một quãng đường khá là xa, đi tầm khoảng từ 3-4 tiếng đồng hồ để đến với lại anh chủ nhà ở đây. Không biết là anh chủ nhà bán bò gì và giá cả như thế nào, thì một chút xíu nữa bà con cô bác anh chị ta hướng mắt nhìn màn hình mình xem ha, coi chủ nhà bán bò gì và giá cả như thế nào. Đây cái đến chị và các bạn ơi, thì hiện bây giờ em đang có mặt tại vị thủy của Hậu Giang và đang có mặt ở đây để chuẩn bị đến nhà của khách hàng. Anh
anh khách thì anh đang hỏi nhờ cái bên kia, chỗ bên kia để đổ xe. Rồi thì em sẽ đi theo anh coi hôm nay anh bán bò gì và giá cả như thế nào. Ở đây thì nước đang lên đó, và có những anh những chị đang bán cá đằng kia. Bên kia người ta đang bán cá đồng kìa, người đang bán cá đồng. Chưa, để em qua em coi người ta bán con gì. Rồi bật xi nhanh qua đi, từ từ. Rồi qua luôn. Rồi qua luôn. Đây rồi, đây mình coi cái anh chị đi bán cá gì. Ê, đây tao bán cá đồng đúng không anh? Ở trong nhà anh có bắt cá đồng không? Có cá chạch không chị? Cá chê trắng hả? Em tưởng có cá chạch. Em thích ăn cá chạch lắm. Lát đi, lát em ra cái đã. Giờ em đang đi vô đây quay phim cái. Anh ơi, mình đi bằng gì vậy? Ok anh. Rồi, anh em mình đi. Trời ơi, đang dưới xa lắm anh ơi. Không, anh không có đi. Vậy là bây giờ lội đúng không? Chơi. Giờ là đang lội. Đây thì đi vô nhà anh bằng vỏ lãi. Ủa ví dụ nha anh, ví dụ rồi mình bán được bò rồi sao mình vận chuyển đâu rồi đây? Anh hỗ trợ không rồi đây nha. Thì anh có ở đây có xe chuyên chở không? À, ở bên ở trong mình là bò gì đó, hồi đó mình mua bò sao? Bò hai con tôi đi, hai con mất em anh. Là hồi đó mình mua ở đâu? Chứ hả? Ờ. Em mua gần đây nè. Ồ. Căng dữ rồi ta. Vậy là dưới sông này cá nhiều dữ lắm ha. Đó thì bây giờ đang di chuyển vô nhà anh bằng cái chẹt. Ủa là ông cái gì? Cái vỏ lãi. Cái này cái xuồng. À, cô chú anh chị các bạn thấy không? Nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì mọi người có thể ấn vào một like và một đăng ký kênh ở dưới nha, để có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Béo dịch là nhà của anh phải không? Của người ta hả? Rồi cuối cùng cũng tới nhà của anh rồi đây. Ở trong đây buổi tối muốn đi chơi với người yêu mình đi bằng cách nào? Đâu đi đâu. Chào cô. Dạ. Dạ con đi mình anh thôi. Đi. Bước đi vô nhà anh thì mình phải đi qua một con sông. Hồi nãy mình đi ngoài đầu đường ngoài kia lúc xa lắm, đây ngoài chắc khoảng tầm 2 cây số. Mình đi bằng vỏ lãi này. Và anh nói nếu mà bán được bò thì anh sẽ hỗ trợ cho con bò đi ra tới đầu đường cho mình. Và đây là khuôn viên xung quanh nhà của anh. Nước nó lên dữ lắm của chú anh chị các bạn. Đây là mùa lũ ha. Ý 4 đợt hả? Rồi hôm nay có đến nhà của anh này rất là đẹp trai luôn. Có gia đình chưa đây? Chưa có gia đình. Nhiêu tuổi rồi anh? 30 rồi. 30 rồi. Nè quay qua đây cho tấm hình đây. Đó. À quay qua đây nè. Rồi ok.
Rồi anh cho em hỏi coi, giờ anh định bán bò sao đây? Rồi là tình trạng bốn con này là anh mua nuôi lâu chưa? Mà trước tiên bây giờ mình quên là mình chào khán giả nè, rồi mình giới thiệu mình ở đâu, mình tên gì, rồi nhu cầu của mình là hôm nay là vấn đề gì đó anh cập nhật giùm em ơi. Chào quý vị khán giả, mình tên Phước, mình ở Vị Thủy Hậu Giang. Địa chỉ chính xác đây là đâu anh? Ở ấp 1 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ấp 1 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Hồi xưa hình như em cũng có bạn gái ở Vị Thủy Hậu Giang sao đó mà chưa tới nhà tại đó chơi thôi chứ. Rồi thì tình trạng là bốn con bò này là bốn con được lỡ của chú anh chị các bạn, to ha, đẹp, anh chủ nhà cũng rất là dễ thương. Và bây giờ thì em đợi anh vệ sinh chuồng trại rồi bắt đầu em sẽ vào trong coi là mình bán hết đúng không anh? Bán hết bốn con luôn rồi. Nếu mà mình bán hết rồi chuồng trại ở đây mình cất thì giờ mình nuôi con gì? Để đây. Ủa sao mà mình đang nuôi mình lại bán không vậy? Tại không có công chuyện à. Với lại em thấy nước ngập gì cỏ đâu mà khó ăn. Đây của chú anh chị các bạn, nước ngập hết rồi, ngập lên tới nền nhà rồi mà làm cỏ thì nói chung là nó thiếu. Đúng. Rồi ok, bây giờ anh em mình bước đầu vô cái cuộc trao đổi thương lượng ha. Cái này là lúc trước anh mua gần đây đúng không? Gần nhà. Bò thì nói chung là chân móng xương sóc thì rất là to ha. Đực 3B nè của chú anh chị các bạn. Thôi, mấy con đực đã ha. Bò này chích ngừa tiêm phòng đồ đầy đủ hết chưa anh ruột? Chích rồi anh. Mới bắt về là chích rồi. Rồi bây giờ là theo ý anh nha, là anh có đã định giá sẵn hết chưa? Mình muốn bán giá như thế nào? Giá 104 con hết 105 triệu rồi. 4 con 105 triệu. Dạ. Cháu chào cô. Là cái bò này là bò của cô hay là bò của cái anh này? Không, nhưng mà bò của cô hay là bò của ảnh? Mới có 30 tuổi mà vốn có nhiều vậy. Bò thì to thì đẹp, chắc là bán 100 triệu, 105 triệu. Trăm lẻ năm triệu bốn con. Nếu như mà ở gần đây á thì giá này á thì em thấy có thể là người ta sẽ đến coi và thương lượng trực tiếp với anh nữa, chứ 105 triệu thì em thấy nó hơi cứng. Khoảng 100 triệu em thấy ổn đó. Đúng rồi. Anh biết sao không, có một con bị rớt, cái con đầu chuồng đằng kia nó rớt kìa. Còn như mấy con này thì khá là ok rồi, như mấy con này thì đẹp. Anh thấy em nói là không phải là em nói để em mua, không phải làm giá để mà em mua, nhưng mà em thấy con này nó rớt thì em nói là nó rớt. Dạ. Đó thì em cũng nói với anh rồi đó, thì thương lượng với anh là khoảng 100 triệu. Rồi anh bước cho chung chuồng đây cho em xin tấm hình. Đó, anh đi lại gần ba bê đen, đứng phía kế bên ba bê đen, giữa ba bê đen với lại con bò cam. Ok. Rồi vậy. Ba bê đen. Rồi ok, đứng đó đi. Anh đập đít ba bê đen xe ở đây một chút. Đó. Sao tấp qua luôn rồi. Sửa lại ai. Ý im nói cho bà về. Anh đứng sát vô trong kia đang chụp tấm hình thôi. Bò thì thấy đẹp rồi, bốn con này thấy đẹp rồi. Ok. Vỗ đích xe qua đây chút nữa.
Vô đít thôi, từ từ thôi, đừng cho nó tấp qua hết nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, giữ nó đó đi. Không giữ được. Cô đi lại gần nó giùm con cái, cho nó tấp đít qua ảnh cái. Cô chú anh chị bạn thấy không? Bà B rất là to. Chút nữa con đập cho nó ra chút nữa, anh đừng có xe ra, anh sụp ra đây nè. Hồi nữa anh lại gần á, cho em chụp tấm hình để em về em làm thum cho nó dễ coi thôi chứ không gì. Rồi ok, dẹt ha. Còn bây giờ như vậy, theo ý em nha, bò này bốn con này 100 triệu anh bán không? Con cái chương trình này cô có con của con chưa? Con là một người đi quay phim để bán giùm cho anh đó, chứ không phải là con vô để con coi để con mua. Con đăng video lên, con ở dưới Ba Tri Bến Tre là cách đây là khoảng từ 4 tiếng rưỡi 5 tiếng đồng hồ. Con có đến đây để con ghi hình bán giùm cho ảnh thôi. Cũng như là bà con xa gần, nói chung là ở nước ngoài thì vẫn coi. Đó là những con bò ở đây, là những con bò thì theo em thấy thì chân móng đi đứng thì hoàn thiện đó. Có con này cái chân nó sao để em kiểm tra lại. Rồi ok, hoàn thiện ha. Bò này tiêm ngừa đầy đủ hết rồi đúng không anh? Không áp xe để kiểm tra lại lần nữa cho kỹ ha. Chứ em thấy cái giá này thì... Ê! Lực ghê không? Bự nha, to nha. Chứ không phải bò nhỏ nha. Đây. Đi! Còn bà bè hết biết bà bè không? Anh chị coi nè. Còn kem đây nữa nè. Đó. Bốn con này 100 triệu em trả giá giùm rồi. Thì cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em ha. Bò này bự bò nha. Bò này về đổ vô là lên, đổ vô là lên, đảm bảo cô chú anh chị các bạn. Cái vấn đề này ở đây thì không có gì tâm sự với khán giả hết à. Nãy nói đầu clip là được rồi. Là nhiêu đó rồi đó đúng không? Rồi thì bây giờ em nói anh vậy nè, thì em thì cũng phải là đến để làm giá để mua, nhưng mà có một cái như vậy, em cũng nói rõ vấn đề ở đây luôn là nếu như mà em bán được những con bò này đây, cái đầu tiên là anh phải hỗ trợ cho con bò nó ra ngoài đầu đường, lên xe an toàn, hỗ trợ với người ta lên xe an toàn. Và cái thứ hai á, nếu như mà anh có xe thì ở đây anh vận chuyển anh giao cho người ta, anh lấy tiền luôn. Còn nếu như mà không có xe thì xe của em có đi ngang đây bốc lên chở cho người ta rồi hôm sau em gửi tiền cho anh. Rồi cái đó ok chấp nhận không? Ok. Cũng như là những cái vị khách của em, em cũng đã từng bán bò bán trâu cho khách hàng. Anh mới có coi cái bầy trâu ở Long An không? Có, mới coi. Có coi bầy bò ở Long An không? Em mới coi bầy trâu đó. Rồi lại bán hết rồi đó. Bầy trâu hết rồi hả? Đúng rồi. Mới giỏi anh này có ông anh với trâu. Ở đây cái điều kiện này là mình nuôi trâu rất là thích hợp luôn. Với nàng mới bắt mấy con trâu với rồi. Hỏi mấy con trâu, hỏi mấy con, có cái anh ở ngoài Lâm Đồng nha, anh thấy bốn con trâu đực đó đó. Bốn trâu đầu tiên đó không? Đúng. Anh kêu em á, em đã chốt cho khách rồi, anh kêu em là để bốn con trâu đó cho ảnh đi, là ảnh ngoài Lâm Đồng anh chạy vô tới chỗ anh coi luôn. Để cho anh bốn con trâu đó anh cho em thêm 4 triệu. Nhưng mà em không có làm vậy được. Có nghĩa là em đã chốt cho khách, em nhận cọc rồi. Cái đó nếu như mà anh cho em thì em nhận, nhưng mà vấn đề á là em đã hứa với ai là của người đó rồi. Em không có dụng mà em nói một hai lời, em nói này nói kia không có. Em đã có tính hỏi anh rồi, bà châu có còn không? Đó. Ông kia bắt theo ông kia. Đâu còn. Đăng lên sóng à. Thấy... Rồi ok anh, thì anh cũng có cho em cái chương trình của em rồi ha. Rồi bây giờ mình vô đây. Anh em nhờ anh cái em cầm cái máy quay giùm em đo thử chiều cao cho khách ta coi coi mấy con trâu, mấy con bò 3B, mấy con bò kem Pháp này, chiều cao nó ngưỡng nào. Ha, cầm cái tay cầm nè, đừng có chạm nút gì hết, cầm ok như vậy. Được, ngay anh phải không? Đó, anh cứ cầm thoải mái. Đừng có sợ nó quay tới quay lui. Tới em đi tới đâu thì anh cứ rà cái máy nhẹ thôi, nghe theo tới nó là tự động cái máy nó điều chỉnh hết. Và em cũng đã đến đây, vị thủy của Hậu Giang. Đến đây ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng những con bò đây, nói chung là rất là đẹp. Ha, 4 con bò, 2 con bò B, 2 con bò Kim Pháp. Bò thì chiều cao của nó thì có con 3B này chiều cao 1m22. Còn con này chiều cao con này là 1m29 luôn đây. Cô chú anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em, hoặc anh có thể đọc lên số điện thoại của mình lên đây.
Xuống thoại của em là chưa, không em cái nè, rồi anh đọc lớn cái xuống thoại của mình lên đây. Xuống thoại của em là 0399578355. Lặp lại lần nữa anh. 0399578355. Rồi địa chỉ của anh chính xác là em ở ấp 1 xã Di Long, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Rồi cô chú anh chị các bạn nghe rõ rồi ha, đít nè, thấy đít không, mông nè, nó vai nè, mình thấy không ạ? Rất là lực luôn anh chị ơi. Mình coi cái độ hở vai giữa chân này, chân này qua chân này là mình biết con bò nó như thế nào rồi. Những cái con bò lở như thế này á, anh chị biết sao không? Khi mà anh chị mua về, thứ nhất là không sợ nó xuống bò, và cái thứ hai là con bò này người ta đã cho ăn rồi, chỉ về là nó ăn thôi, không có sợ nó kén ăn, không sợ gì hết. Mình nhìn thấy lưng vai lực không ạ? Cấp mình nè, tròn trẻ đầy đạm mà. Tuyệt vời của chú anh chị các bạn. Nếu mà cảm thấy thích thì cho em một xin một like với video. Và anh chị nào có nhu cầu muốn buôn bán, mua bán bò hay là review trang trại hay gì, cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ đến đây ghi hình, ghi hình giùm cho bà con cô bác anh chị hoàn toàn miễn phí, không mất 1.000 tiền phí nha. Rồi thì hôm nay em cũng từ Ba Tri em đến đây rồi, Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang, đến đây nhìn cái khung cảnh nói chung là yên bình lắm của chú anh chị các bạn ơi. Ở phía sau đây là nguyên một cánh đồng nhưng mà nó ngập nước hết rồi. Nó xa xa trên kia có chú kia, chú chèo xuồng kìa, của chú anh chị các bạn thấy không? Cái cảnh này mà chiều ha, chắc nó buồn dữ lắm, buồn luôn. Buồn ngủ luôn. Buồn thì đi ngủ luôn đúng không? Rồi, con hôm nay cũng có Ba Tri đến đây, con ghi hình báo giá giùm cho cái anh này, con trai của cô rồi. Thì bây giờ con cũng chào cô, chào anh. Rồi, hẹn gặp lại mọi người. Và chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.